đối với các speaker hoặc những người diễn giả đó có một cái luật bất thành văn, đó là không bao giờ họ thuộc bài. Giả sử như là để mà trình bày một cái bài gì đó chẳng hạn đó, thì cái sự chuẩn bị của chị cũng rất là mất nhiều thời gian á. Sau đó thì là chị lại phải không có nhớ từng ý đâu, mà chị gần như phải nhớ cả lời luôn á, thì chị mới để có thể thay đổi được cái điều đó. Bởi vì khi mà nhớ nguyên bài, nhiều khi mình lên cái nó bị khớp một cái mình quên hay cái gì gì là mình bị còn mà chị mà chuẩn bị, khi mà chị chuẩn bị bài mà kỹ như vậy á, thì lúc mà nói trình bày á thì chị trình bày rất là tự tin. Đối với các speaker hoặc những người diễn giả đó có một cái luật bất thành văn, đó là không bao giờ họ thuộc bài. Họ không bao giờ thuộc bài, bởi vì khi mà thuộc bài đó họ sẽ bị phụ thuộc vào nội dung. Khi bị phụ thuộc vào nội dung có nghĩa là khi người ta trình bày, cái đầu người ta phải nhớ nội dung. Mà khi nhớ nội dung có nghĩa là họ đang tập trung vào thinking, chứ không phải tập trung vào feeling. Cho nên dẫn đến bài trình bày của người ta nó rất là khô khan. Nó không có giàu cảm xúc, không có giàu sắc thái cảm xúc, không có đa dạng và thiếu đi sự tương tác. Cái đối tượng mà khi mà chúng ta trình bày mà chúng ta nhớ nội dung đó, đó không phải là con người. Đối tượng chúng ta trình bày khi chúng ta nhớ nội dung đó là kịch bản. Vậy thì ngay tại thời điểm mà chúng ta đang trình bày, đối diện chúng ta là người nghe, là con người, nhưng đầu chúng ta thì đang tập trung vào cái kịch bản. Có nghĩa là ngay tại thời điểm đó mình đã không có sự nhất quán, không có là tâm thanh khẩu ý hợp nhất là một. Mà khi không có thanh tâm khẩu ý không hợp nhất là một đó, là mình sẽ bị trôi dạt về mặt năng lượng. Năng lượng nó bị trôi, nó bị phân tán. Cái đầu của mình á, thì đang tập trung kịch bản, mà cái miệng mình á, thì đang tập trung để nói, mà cái mắt của mình thì đang tập trung để nhìn người nghe. Cuối cùng là nó đi đâu về đâu. Cho nên đối với những người speaker, những người diễn thuyết gia, họ không bao giờ họ thuộc nội dung. Họ không bao giờ chọn cách học thuộc nội dung. Họ chỉ chọn cách là nhớ những gạch đầu dòng chính của bài mà mình trình bày. Và hoặc trong trường hợp là họ sử dụng PowerPoint thì họ sẽ có hình ảnh trên cái PowerPoint, trên cái slide đó, và dựa vào cái slide đó nó giúp cho họ gợi lại cái điều mà họ muốn nói. Chứ họ sẽ không có thuộc lòng để họ nói. Học thuộc lòng để nói đó là phương pháp làm cho chúng ta dễ dàng là đi vào cái việc là mất khả năng kiểm soát trên sân khấu hoặc là trong bài trình bày của mình. Một khi mình đã quên một từ nào đó rồi thì nó bắt đầu xảy ra hiệu ứng domino. Bây giờ giải pháp đơn giản lắm. Rồi giải pháp đơn giản lắm. Thì chị sau này chị Cẩm Lan có thể soạn bài những trên những cái cấu trúc. Ví dụ ha, bây giờ nói đơn giản như thế này ha. Chị Cẩm Lan hãy chia sẻ là làm thế nào để chúng ta đánh giá đâu là một bức tranh đá quý đẹp. 3 điều để đánh giá một bức tranh đá quý đẹp, 3 điều. Điều thứ nhất là gì ạ? Điều thứ nhất đó là cái hình ảnh của bức tranh. Hình ảnh của bức tranh, điều thứ hai. Cái thứ hai là đường nét sắc sảo của nó. Đường nét sắc sảo tinh tế đúng không? Tinh tế của nó. Rồi số 3. Cái thứ ba đó là để cuốn hút khách, đó là cái mình chia sẻ được cái ý nghĩa của cái bức tranh đó. Ý nghĩa của bức tranh đó. Rồi, có 3 ý chính rồi ha. Bây giờ ha, bây giờ tập trung vô chỗ nào. Lên cái chỗ đường nét đi ha, ý thứ hai ha, cái chỗ đường nét ha. Thế thì làm thế nào để chúng ta dễ dàng nhận ra được những đường nét đó là tinh tế, là sắc sảo? Thì để nhìn vô một bức tranh đó, những cái ví dụ như những cái nét mà của phát họa một con hạt đi chẳng hạn. Thì mình thấy được cái đường mà đường nét nó đi rất là mềm mại. Và nhìn thấy được là cái con hạt nó giống như là nó đang có hồn, nó bay hay gì đó, đại khái như vậy. Thanh thoát, nó thanh thoát, chứ không phải cứng nhắc đúng không? Nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó liền mặt đúng không? Các nét nó liền mặt. Rồi, thế thì bây giờ có một nhóm đối tượng 50 người đang ngồi trước mặt chị Cẩm Lan và người ta đặt cho chị Cẩm Lan một câu hỏi rằng làm thế nào để phân định đâu là bức tranh đẹp và đâu là bức tranh chưa đẹp. Và chị Cẩm Lan sẽ chia sẻ cho họ là 3 cách để chúng ta nhìn nhận một bức tranh đẹp. Thứ nhất là, thứ hai là, và thứ ba là. Vậy thì theo chị Cẩm Lan, lúc đó chị Cẩm Lan có cần ngồi để chuẩn bị nội dung không? Không. Không. Vì sao không chuẩn bị nội dung mà vẫn nói được? Vì là thật ra là về cái chủ đề là tranh á, thì nó nằm ở trong đầu mình rồi. Cho nên là khi mà nói ra thì
khi mà thầy gợi ý như vậy 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 á, ba cái chủ đề như vậy vậy, thì mình tự nhiên mình có cái gọi là có dữ liệu, có cái data để mà mình có thể nói được. Ok, vậy thì cái mấu chốt ở đây đó là thứ nhất nằm ở chỗ là chị Cẩm Lan nói điều mà chị rất là yêu thích để nói, có kinh nghiệm và sống với nó nhiều. Tranh là chủ đề mà chị đã gắn liền với bức tranh bao nhiêu năm nay rồi, nó nằm trong xương tủy và trong tâm huyết, trong máu thịt của chị rồi. Việc còn lại của chị là chị tìm cho mình những cái cấu trúc, cái khuôn, cái cấu trúc. Thì vừa rồi là Quốc vừa nói cho chị đó, ba điều mà để xác định đó là một bức tranh đẹp, ba điều đó chính là cấu trúc. Ngay lập tức trong đầu của chị Cẩm Lan nói ra được ngay, đúng không ạ? Là ba cái điểm đấy. Sau đó là Quốc mới, thầy Quốc mới lấy ra một điểm số 2 là liên quan đến yếu tố là làm thế nào để mình biết được đó là bức tranh mà có cái đường nét nó tinh tế, nó sắc sảo. Thì chị Cẩm Lan mới nói là bức tranh tinh tế sắc sảo thì ví dụ trường hợp của vẽ một con hạt đi ha, thì cái con hạt đó nó phải thanh thoát, nó phải liền mạch, nó phải uyển chuyển và nó sống động, nó có cái hồn trong cái con hạt đó. Vậy thì đó là những yếu tố để mình xác định được là bức tranh đó nó có yếu tố tinh tế, đường nét nó sắc sảo. Vậy thì nếu như mà chị Cẩm Lan có 3 phút để nói thì chị Cẩm Lan sẽ nói 3 cái gạch đầu dòng chính đó. Nhưng nếu như mà người ta mời chị nói 30 phút thì mỗi một gạch đầu dòng chính đó chị Cẩm Lan sẽ nói khoảng được 10 phút. Vậy thì chị Cẩm Lan sẽ mỗi một gạch đầu dòng chính đó chị Cẩm Lan sẽ nói 2 cái ý phụ ra. Mỗi một ý phụ đó chị có thể là chị Cẩm Lan sẽ kể một câu chuyện ngắn về cái điều đó. Giống như cái câu chuyện ví dụ minh họa của con hạt đó. Thì nó hình thành một bài nói chuyện 30 phút mà đâu cần phải chuẩn bị trước đâu. Vậy thì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là nói điều mình hiểu, nói mình tâm huyết. Chữ T thứ ba là nói cái điều mình tâm huyết. Và yếu tố thứ hai là yếu tố là tìm cho mình một cái khuôn mẫu, một cái cấu trúc có sẵn để mình đổ cái dữ liệu đó vào cái khuôn đó để cho người ta dễ dàng nhận là coi như thành công.